Gia thế giàu có và cuộc sống độc thân sang chảnh của hoàng tử Sơn Ca Quang Vinh. Cuộc sống độc thân nhưng sang chảnh của Quang Vinh là niềm mơ ước của nhiều người. Nhắc tới Quang Vinh, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một chàng ca sĩ hào hoa lãng tử. Nhưng ít ai biết rằng hoàng tử Sơn Ca là thiếu gia của một doanh nhân có máu mặt trong giới kinh doanh Sài Gòn. Sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng gần như Quang Vinh chưa bao giờ lên tiếng khoe khoang về điều kiện kinh tế của mình, cũng như tiết lộ danh tính bố mẹ. Chỉ có một lần duy nhất anh lên tiếng bác bỏ tin đồn là con trai ông chủ tập đoàn điện máy Nguyễn Kim, đồng thời cho biết gia đình anh cũng kinh doanh điện máy nên dẫn đến sự hiểu lầm đó. Với gia thế khủng của mình, Quang Vinh gần như được trải hoa hồng trên con đường thực hiện giấc mơ ca hát của mình. Ở cái thời điểm mà nhiều nghệ sĩ phải chật vật chạy ăn từng bữa và việc ra sản phẩm âm nhạc là điều rất khó khăn, thì Quang Vinh rất chịu chơi khi liên tiếp tung ra các MV khủng. Mọi sản phẩm âm nhạc của Quang Vinh đều được chăm chút đầu tư từ bối cảnh cho đến trang phục. Số tiền phải bỏ ra cho một MV như vậy là không hề nhỏ, không phải ca sĩ nào ở thời điểm ấy cũng có thể làm được. Tuy nhiên, gia đình giàu sang cũng khiến anh gặp phải nhiều rắc rối. Quang Vinh từng chia sẻ, nếu anh tham gia chương trình lớn hoặc đoạt giải, thì dư luận lại dèm pha có tiền mua tiên cũng được. Khi tên tuổi đang ở đỉnh cao, Quang Vinh đột ngột vắng bóng khỏi showbiz. Mãi sau này, Quang Vinh mới cho biết chính biến cố của gia đình, việc ly hôn của bố mẹ, đã để lại cú sốc lớn đối với anh. Hiện tại, Quang Vinh đã gần 40 tuổi, vẫn đang độc thân. Vài năm nay, anh đi hát trở lại, nhưng công việc chính vẫn là kinh doanh. Anh dành rất nhiều thời gian để đi du lịch vòng quanh thế giới. Trên Facebook cá nhân, Quang Vinh thường xuyên chia sẻ niềm đam mê du lịch của mình với bạn bè và người hâm mộ. Những nơi anh ghé qua đều là những địa danh vô cùng nổi tiếng trên thế giới. Tại những nơi đó, Quang Vinh luôn thoải mái tận hưởng những dịch vụ xa xỉ và đắt đỏ nhất. Anh thường xuyên check-in tại những resort, khách sạn, nhà hàng 5 sao. Những chuyến du lịch sang chảnh và cuộc sống trong mơ của Quang Vinh khiến rất nhiều người ngưỡng mộ. Dù đã gần 40 tuổi nhưng Quang Vinh vẫn giữ được sự trẻ trung hào hoa như một chàng hoàng tử. Anh có sở thích đặc biệt với những chuyến du lịch sang chảnh. Những địa điểm được Quang Vinh check-in đều thuộc dạng đắt đỏ và xa xỉ. Anh luôn biết cách tận hưởng trong mọi chuyến đi của mình. Quang Vinh cũng là một người có gu ăn mặc rất thời thượng và sành điệu. Một chiếc ba lô LV đắt đỏ nằm trong bộ sưu tập túi sách của Quang Vinh. Một chiếc ba lô MCM khác cũng rất được Quang Vinh ưu ái, trưng dụng nhiều lần. Cuộc sống của Quang Vinh là ước mơ của rất nhiều người. Đây là người đẹp Việt duy nhất có vinh dự gặp Cristiano Ronaldo, còn được siêu sao bóng đá ưu ái như thế này, ai cũng ganh tị. Là mỹ nhân Việt duy nhất có cơ hội hội ngộ Ronaldo, cô gái này còn được siêu sao bóng đá người Bồ dành tặng nhiều đặc quyền. Tuy chưa từng đặt chân đến Việt Nam, nhưng Ronaldo đã từng có cơ hội gặp gỡ với một người đẹp Việt tại sự kiện của một nhãn hàng. Mỹ nhân may mắn đó chính là Á hậu Thùy Dung. Cuối tháng 4 năm 2017, đương kim Á hậu Việt Nam nhận được lời mời đến Tây Ban Nha công tác và vinh dự hội ngộ danh thủ hàng đầu thế giới. Thùy Dung xuất hiện lộng lẫy trong một sự kiện tại thủ đô. Tây Ban Nha có sự tham gia của siêu sao Cristiano Ronaldo. Theo chia sẻ của người đẹp sinh năm 1996, do lịch trình bận rộn, thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha đã phải di chuyển trực tiếp từ sân bay qua địa điểm tổ chức sự kiện. Dù vậy, siêu sao của câu lạc bộ Real Madrid vẫn cực kỳ thu hút với vẻ ngoài bảnh bao. Ấn tượng đầu tiên của Dung là Ronaldo rất đẹp trai, phong độ. Dù buổi sáng cùng ngày, Ronaldo phải ở sân tập, nhưng khi xuất hiện tại sự kiện, Ronaldo vẫn rất rạng rỡ, cuốn hút. Dù chỉ diện áo sơ mi, quần jean đơn giản, Á hậu Thùy Dung tiết lộ. Lần đầu gặp gỡ và trò chuyện, Ronaldo vẫn dành cho Thùy Dung những cử chỉ vô cùng ngọt ngào. Khi chụp hình chung, danh thủ còn ôm eo nàng Á hậu. Theo mỹ nhân sinh năm 1996, Ronaldo là người đàn ông lịch thiệp nhất mà cô từng gặp. Trên trang cá nhân, Á hậu khoe bức hình chụp chung với Ronaldo và tác hẳn tên danh thủ. Nhiều fan của CR7 trên khắp thế giới cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho mỹ nhân Việt. Ngoài ra, Thùy Dung đã chuẩn bị sẵn một bức tranh vẽ chân dung hai bố con Ronaldo với quả bóng vàng 2016 để tặng anh chàng. Sau buổi gặp gỡ, Ronaldo tự lái xe ra về. Ngoài Thùy Dung, Maya cũng là một trong số những người đẹp Việt có cơ hội gặp gỡ với một cầu thủ thế giới như Neymar. Hà Hồ Tóc Tiên và Thanh Hằng cũng từng có nhiều lần hội ngộ danh thủ David Beckham tại các sự kiện quốc tế.
Giữa dàn hoa hậu Á hậu rực rỡ, Nhã Phương xuất hiện ra dáng Song Hye Kyo phiên bản Việt, ai cũng phải nhìn vì quá nổi. Lãnh sự danh dự Romani diện bộ váy xẻ ngực quyến rũ tự tin khoe dáng bên Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 khi tới tham dự buổi trình diễn thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong vào hôm 16 tháng 6. Phong show diễn ra vào chiều 16 tháng 6 trên tầng 49 tòa nhà Bitexco đã thu hút hàng loạt các ngôi sao diễn viên, fashionista, người mẫu hoa hậu nổi tiếng của Việt Nam đến tham dự. Trong đó, Lý Nhã Kỳ xuất hiện vô cùng nổi bật với bộ váy tông nude, xốp ly tinh tế được lựa chọn cẩn thận bởi nhà thiết kế gốc Đà Nẵng. Đây cũng là sự kiện đầu tiên Lý Nhã Kỳ tham dự trên cương vị lãnh sự danh dự Romani. Khi được hỏi về mối quan hệ với nhà thiết kế Chung Thanh Phong, Lý Nhã Kỳ cho biết, dù chỉ mới biết nhau gần đây nhưng cô ngưỡng mộ tài năng và niềm đam mê thời trang, sự sáng tạo không giới hạn của nhà thiết kế trẻ gốc Đà Nẵng. Chung Thanh Phong vỡ òa với sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ trong show cá nhân. Hoa hậu Hương Giang ngày càng thể hiện được sự thanh tú khi khoác lên mình chiếc đầm trắng tinh khôi. Xuất hiện trong show thời trang của Chung Thanh Phong có sự góp mặt của các ngôi sao như Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi, Hương Tràm, Ái Phương, Gil Lê, Hoàng Yến Chi Bi, Xuân Vũ, Emily, Nhã Phương, Diễm My Chinix, Quỳnh Anh Xin, Mi Du, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Mâu Thủy, Á hậu Tú Anh, MC Phan Anh, Đào Bá Lộc, cùng nhiều người đẹp fashionista nổi tiếng trong làng thời trang và giải trí. Trang phục dạ hội khoe vòng một táo bạo là lựa chọn của người đẹp Phương Mai. Phạm Quỳnh Anh và Gil Lê. Nhã Phương, Diễm My, Hương Tràm xinh đẹp trong phong show. Á hậu Tú Anh vào thành phố Hồ Chí Minh đi sự kiện giữ tin đồn sắp cưới. Tường Linh diện đầm ren thanh khiết. Nhã Phương từng uất ức tới muốn tự tử vì tính ghen tuông của mẹ. Ít ai biết đã có thời điểm Nhã Phương thường xuyên bị mẹ trút giận vì những cơn ghen với bố. Nhã Phương sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại miền quê Quảng Nam. Ba là nhà giáo, mẹ từng tạo buôn bán vẫn không đủ cho mấy chị em, cả nhà phải di cư vào Đắk Lắk. Tại đây, các chị gái của cô phải gồng gánh theo mẹ ra chợ, ba thì nhận bơm ga hộp quẹt để cải thiện cuộc sống. Cũng giống như Trường Giang, Nhã Phương cũng có tuổi thơ hoàn toàn cơ cực, tuổi thơ không may mắn như ai. Ngay khi còn nhỏ, gia đình không hề khá giả, nữ diễn viên không có được những món đồ chơi mà đám trẻ ưa thích. Thậm chí với cô một đôi dép nhựa cũng là điều phải ước ao. Đáng buồn hơn, Nhã Phương lại vô tình trở thành nơi trút giận cho tính hay ghen của mẹ ruột. Cụ thể mẹ Nhã Phương rất hay ghen, mỗi lần ba cô đi đâu về muộn, cô lại bị mẹ mắng chửi, thậm chí là đánh, chỉ vì cô có gương mặt giống ba. Nhã Phương từng chia sẻ lúc nhỏ có lần khi cô đang giặt đồ ngoài sân, mẹ chờ mãi nhưng ba vẫn chưa về, vậy là mẹ lại tìm đến cô trút giận. Khoảng thời gian đó, cô ấm ức đến mức nhiều lần muốn tự tử. Chính vì quá khứ không mấy tốt đẹp đó mà Nhã Phương từng rất hận mẹ. Tuy nhiên, với ý định muốn tự tử bất thành, nhưng ký ức về những trận đòn vô lý từ mẹ hằn sâu trong tâm hồn của cô. Có lẽ trong khoảng thời gian dài đó, Nhã Phương rất ân hận mẹ. Vì hình như nơi để mẹ trút giận ghen tuông với ba, cho đến sau này khi đã trưởng thành, cô đã lý giải được vì sao mẹ làm như vậy và quên đi những đau khổ mà mình phải chịu. Từ đó tình cảm giữa hai mẹ con đã tốt hơn rất nhiều, mẹ Nhã Phương cũng mở lòng hơn, yêu thương và chăm sóc cho cô hơn. Từ đó đến nay tình cảm của hai mẹ con Nhã Phương đã được cải thiện. Cùng với sự thấu hiểu sẻ chia từ con gái, bà Hồng cũng mở lòng hơn, yêu thương và chăm sóc cho nữ diễn viên. Hiện tại dù Nhã Phương đã mua được nhà riêng tại Sài Gòn, nhưng bà Hồng vẫn sống cùng chồng tại Đắk Lắk, thỉnh thoảng bà có lên thăm con. Cho đến thời điểm này, tình cảm của hai mẹ con đã vô cùng tốt đẹp. Dù có con gái là người nổi tiếng, mẹ Nhã Phương vẫn luôn ăn mặc giản dị và khá bình dân, bà Hồng cũng hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Giờ mới hiểu vì sao mỹ nhân của nửa showbiz Việt mê Trường Giang như điếu đổ, biết đào hoa vẫn lao vào. Không phải tự nhiên Trường Giang lại trở thành người đàn ông được nhiều cô gái yêu thích như vậy. Sau nhiều ồn ào tình cảm với toàn mỹ nhân, khán giả xem Trường Giang như một người đàn ông đào hoa thiếu chung thủy trong tình cảm. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, chắc hẳn nam danh hài cũng phải có điều gì đó đặc biệt mới đủ sức khiến các mỹ nhân ngả đứa đờ như vậy. Và quả thật, nếu xem chương trình khi đàn ông mang bầu, bên cạnh những phân cảnh hài hước của vợ chồng Harry Won chứng thành,
có lẽ khán giả sẽ dễ dàng nhận thấy được những lý do giúp Trường Giang trở thành một người đàn ông đáng để yêu trong mắt nhiều cô gái. Biết nấu ăn, cánh đàn ông vốn không quen hoặc không biết đến chuyện bếp núc và thường đẩy hết cho phụ nữ. Thế nên các chị em mới thường xuyên than thở rằng đàn ông đẹp nhất khi vào bếp, hay bày tỏ mong muốn có một nửa kia biết nấu ăn, và Trường Giang là người đáp ứng được yêu cầu đó. Là chủ một quán ăn chuyên món Việt và tự nấu ăn từ khi còn nhỏ do mẹ mất sớm, Trường Giang nấu ăn cực kỳ thành thạo và các món ăn cũng rất hấp dẫn. Khi ở quán ăn của mình, anh thường tự tay vào bếp nấu cho khách. Còn tham gia khi đàn ông mang bầu, thử thách nấu ăn không hề làm khó được Trường Giang, mà trái lại anh vượt qua một cách dễ dàng và hiểu rõ chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai. Thậm chí đến cả Hương Giang cũng phải học hỏi nam danh hài ở khoản nấu ăn, còn Trấn Thành liên tục khen Trường Giang nấu ăn quá giỏi. Đến thử thách chăm con nít và dỗ cho bé ăn, Trường Giang tiếp tục chứng minh là một người cực kỳ yêu và hiểu tâm lý trẻ con. Trong khi Hương Giang dỗ dành để đút cháo cho bé, Trường Giang lại ra sức ôm ấp trò chuyện cùng cô bé và hỏi về những ước mơ của con. Từ đó đưa ra lý do để thuyết phục con ăn nhiều chống lớn. Con nít thích người lớn trò chuyện với bé về những ước mơ khi lớn lên, tạo cảm giác như những người bạn với con. Trường Giang chia sẻ, đến khi được cô bé gọi bằng ba mẹ, nếu Hương Giang cảm động suýt khóc thì Trường Giang đang đứng phải gục xuống sàn vì xúc động. Thấu hiểu và thông cảm là đàn ông không phải ai cũng dễ dàng hiểu cho vợ của mình trong những tháng đầu thai kỳ, bởi đây là thời điểm phụ nữ thay đổi tính cách trở nên khó chịu và cáu gắt hơn. Thế nhưng Trường Giang lại tìm hiểu rất kỹ và thấu hiểu được cảm giác nặng nề của phụ nữ khi mang trong người một đứa trẻ. Phụ nữ khi mang thai rất cực, vừa nặng nề vừa phải giữ an toàn, để chế độ dinh dưỡng, mình mang bầu dạ đã thấy khó chịu, huống hồ gì mang bầu thật 9 tháng 10 ngày, Trường Giang chia sẻ. Biết nhường nhịn phụ nữ, sự ga lăng, biết nhường nhịn phụ nữ, không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng có thể làm tốt, nhất là khi người phụ nữ đối diện mình đang tức giận. Thế nhưng Trường Giang lại là một người có được tính cách đó. Nếu khán giả từng thấy nam danh hài xin lỗi Nhã Phương, nhận hết lỗi về mình và xin mọi người đừng nói gì nhắm vào Nhã Phương giữa ồn ào với nam em, thì tại chương trình này anh lại rất nhường nhịn hỗ trợ Hương Giang hết sức mình. Chẳng hạn như trong lần thực hiện thử thách nấu ăn, nam danh hài mãi mê nấu, quên đi Hương Giang loay hoay, không biết mình phải làm gì, khiến cô nàng tức giận tuyên bố, em sẽ tự làm và nếu như món đó hỏng thì đừng có trách. Tuy nhiên việc này không khiến Trường Giang lo sợ hay bực mình, vì bị làm phiền mà anh chỉ bật cười. Bản thân Hương Giang khi đó rất bức xúc với Trường Giang, nhưng sau khi kết thúc thử thách, cô mới biết không phải do nam danh hài cố tình lơ mình, mà thực chất anh chỉ đang dành hết thời gian để làm xong các món ăn, sau đó mới hướng dẫn các chi tiết các món còn lại cho cô. Đối với một người không biết nấu ăn là gì như Hoa hậu chuyển giới quốc tế, Trường Giang cẩn thận hướng dẫn cô từng chút một, từ cách cắt trứng cuộn đến dựng như thế nào để trứng không bị nát.